Nội dung chính là có mục đích chọn website, công nghệ ngôn ngữ sử dụng và các chức năng chính và ưu nhược điểm. Mục đích chọn website là đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin trong lĩnh vực thương mại điện tử, giải pháp mua sắm đồ điện tử một cách dễ dàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Website được xây dựng theo mô hình xây dựng front-end thì có HTML, CSS, JavaScript, jQuery và Bootstrap. Còn phần back-end thì có MVC và MySQL. Trang người dùng thì chức năng chính là trang người dùng em tìm kiếm được sản phẩm, đăng ký hoặc đăng nhập thành viên, đặt hàng, xem thêm sửa xóa giỏ hàng. Trang admin thì có quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, quản lý người dùng, quản lý đơn hàng, quản lý tin tức. Ưu nhược điểm thì đáp ứng được nhu cầu cơ bản của trang thương mại điện tử, và nhược điểm là cần cải thiện thêm một số chức năng. Đây em demo. Đây là giao diện của em. Đây thì có sản phẩm thì sản phẩm thì đây kích vào sẽ ra trang chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng. Đây đến trang sản phẩm thì em có làm một cái trang chi tiết sản phẩm. Thì ở đây nó có các sản phẩm. Em có phân phân trang và ở chỗ phần sản phẩm thì có các sản phẩm. Đây sản phẩm Samsung thì sẽ hiện các sản phẩm Samsung và tìm sắp xếp được trong đây ạ, là tăng dần, giảm dần và sắp xếp. Đến phần tin tức thì em có các tin tức đây, và kích tin tức đây. Giới thiệu, liên hệ, còn tìm kiếm Smart Search đây ạ, nó hiện. Đây thì em đi tiến hành mua một mua đi mua hàng và em thêm muốn thêm số lượng thì nó sẽ lên giá, và thanh toán thì mình cần phải đăng nhập. Em đăng nhập, em có tài khoản sẵn, đăng nhập. Và sau khi đăng nhập thì nó lên và em thanh toán ạ. Sau khi thanh toán thì em vào trả admin, thì trả admin của em có danh mục sản phẩm, có sản phẩm, các sản phẩm, danh mục tin tức, còn tin tức đơn hàng. Đây ạ, bấm vào chi tiết thì ra chi tiết đơn hàng. Em xin hết ạ. Xong rồi à Duy? Dạ vâng ạ. Chị đang thấy có một cái hình cái chuông ở trên đầu website ấy, là cái gì đấy? Cái gì ạ? Cái hình quả chuông ở trên cái website ấy của em ấy. Chị đâu có ạ? thấy không? Chị có thấy không? Ơi vào đi. Ở trong phần admin nhỉ? Trong phần admin ạ. Cái đấy là gì? Cái đấy là thông báo à? Đâu ạ? Đấy, cái hình quả chuông đây này. Cái này thì em vẫn chưa xử lý được ạ. À, rồi, ok. Tức là mới xử lý phần phông em thôi đúng không? Vâng ạ. Trước sau chị thấy giao diện xấu hôm nay đẹp thế nhở? Dạ. Trước giao diện xấu hôm nay đẹp thế nhở? Dạ, em cũng không tự tin về cái giao diện của mình, em cũng nghĩ nó xấu. Em vẫn sửa mấy hôm nay, vẫn tham khảo em sửa. Nhưng mà chị thấy giao diện này ổn rồi. Hôm trước nó bị hơi rối rồi, còn hôm nay đẹp rồi. Vâng. Thường thì các cái giao diện điện thoại thì người ta cũng sẽ xử lý như thế này thôi. Ok. Cái chỗ mà xử lý theo list với lại icon này là xử lý được rồi đúng không? Ok. Chị cũng xem giao diện của Duy rồi. Bây giờ chị lại mời anh Đạt nhận xét tiếp. Vâng.
Ok. Anh thấy cái giao diện ở bên ngoài của mình là khá là ok rồi. Chỗ này có phần xử lý hiển thị số sản phẩm trên một trang à? Số 10 cái là để hiển thị số sản phẩm trên một trang đúng không? Vợ cái bên trang sản phẩm này thì em chưa xử lý được, nhưng mà cái bên sản phẩm này thì em xử lý được. Đây là 10 tăng lên 12 thì nó lên 12. Okay. Ở đây thì anh thấy là có cả phần trang cả sắp xếp đúng không? Vâng. Thì trong quá trình mà lúc mà mình phân trang rồi mình có thể sắp xếp được không? Vừa sắp xếp vừa phân trang được không? Dạ không ạ. Các em chưa thực hiện được đấy. Có nghĩa là khi mà sắp xếp theo giá chẳng hạn thì nó mình ví dụ có thể sắp xếp theo giá từ giá thấp đến giá cao đúng không? Vâng. Nó phân thành 10 trang chẳng hạn. Thì khi mà em next sang trang tiếp theo thì nó sẽ có nguyên theo cái chương trình sắp xếp của mình không? Dạ nó chưa có. À, rồi đấy, cái này phải xử lý thêm đi nhá. Đấy, là vì mấy cái này nó khá là cơ bản mà. Chỗ này là có thì sẽ sản phẩm là mình sẽ phải phân trang và phải sắp xếp thì hai cái đấy nó buộc phải kết hợp với nhau, tức là trong quá trình mà mình phân trang ấy thì nó vẫn phải có sắp xếp ở đấy. Đó. Dạ vâng. Rồi ok. Thế còn cái phần tìm kiếm thì sao? Phần tìm kiếm thì em tìm được rồi đấy. Ngon. Cái nút tất cả phía bên tay phải kia nó để lọc mà lọc theo danh mục à? Cái này em chưa thực hiện được ạ. Nhưng mà mục đích của mình để đấy đó để làm gì đấy? Nó Nơi. đang 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 là xử lý các cái danh mục đúng không? Vâng. Hướng xử lý không? Khi mà em để cái nút đấy thì mục đích là để em để xử lý cái việc tìm kiếm như thế nào? Em để tìm kiếm các sản phẩm giống như cái trang giống như cái sản phẩm này bấm kích vào thì tìm kiếm được ra những sản phẩm có tên là Samsung. Rồi, ok, tức là mình sẽ phân ra các cái danh mục lớn ở đấy và khi tìm kiếm ấy thì nó sẽ chỉ tìm trong cái danh mục đấy thôi đúng không? À. Ừ, rồi, ok, đấy, như thế. Rồi, cái cơ bản như thế là ok rồi đấy. Anh thấy có hai cái quan trọng nhất khi mà ở front end bên ngoài đó là phần tìm kiếm và phần duyệt các cái sản phẩm trên danh sách. Thì phần cái danh sách thì mình cần phải khắc phục cái phần sắp xếp nữa thôi. Đấy. Còn về cái phần tìm kiếm thì anh nghĩ là nó thêm một vài cái bộ lọc nữa đi để cho mình có thể tìm ra sản phẩm nó dễ hơn một chút thì sẽ ok hơn. Ví dụ như là tìm theo cái kích cỡ màn hình này. Đấy, tìm cái kích cỡ màn hình. Hoặc là có một camera hay là hai camera. Ví dụ thế. Mình có thể phân loại ra để cho khách có thể tìm được, hoặc là lọc theo mức giá nữa, ví dụ giá từ 5 triệu cho đến 7 triệu Có cái lọc cái mức giá thì em có làm được. đó, có lọc sẽ theo giá rồi đúng không? Có. Đó. Đây, có lọc được giá từ 0 đến 2 triệu. Cái quan trọng như thế này mà lại không cho ra ngoài, để cứ là bên trong trang chi tiết sản phẩm đó, em để có hỗ trợ Cái trang nào cũng có. sao bên ngoài anh không thấy. Cái trang chủ của em thì em chưa để ạ. Đấy, cần cái đấy phải để cho ra ngoài để cho người ta có thể tìm kiếm được sản phẩm nó dễ đi chứ. Rồi, ok, đấy là về cái phần frontend bên ngoài có thêm một vài cái chức năng như vậy nữa. Còn cái trang admin thì sao? Admin thì